Thưa quý vị và các bạn, trong chương trình thời sự tối thứ Bảy, ngày 28 tháng 3 vừa qua, chúng tôi đã đề cập đến việc trong vòng 5 ngày tại xã Xuân Trúc, huyện Ân Thi đã xảy ra 2 vụ mất trộm 3 chiếc xe máy. Còn tại xã Đào Dương thì chỉ trong một đêm có 3 xe máy của các hộ dân bị kẻ gian đột nhập lấy cắp. Cụ thể, vào ngày 22 tháng 3, gia đình anh Chu Văn Đồng ở thôn Nhuệ Giang bị kẻ gian phá khóa cổng, lấy đi chiếc xe máy rim trị giá gần 20 triệu đồng. Cùng khoảng thời gian từ 1 đến hơn 2 giờ sáng hôm đó, gia đình ông Nguyễn Văn Đá ở thôn Phần Dương bị kẻ gian đột nhập vào khu vực để xe của gia đình, lấy đi một chiếc xe máy Emerald và một chiếc rim với tổng trị giá trên 50 triệu đồng. Trước tình hình trên, người dân cần nêu cao tinh thần cảnh giác trong tự bảo vệ tài sản, chủ động trang bị khóa cửa chắc chắn, cũng như hệ thống camera an ninh và cẩn trọng kiểm tra các cửa, cổng trước khi ra khỏi nhà hoặc lúc đi ngủ.